Rồi ok, chào các bác nhá. Đây, bác lên. Chạy qua tiếng đồng hồ đi từ Hà Nội lên đây. Em mấy anh em có mặt ở Đồng Mô rồi. Làm video quay cho các bác. Em làm một video quay cho... Đi từ từ thôi, đợi ông Tuấn Anh ông tí nữa ông ấy đuổi. Ủa nhiều lắm, rộng mênh mông. Rồi, chắc chắn là các bác xem video rất là nhiều trên YouTube rồi. Rất nhiều các bác quay rồi. Nên là mấy anh em bọn em cứ lủi thủi đi xem có cây nào ngon ngon đẹp đẹp thì để ngắm thì quay cho các bác thôi. Bây giờ các bác ý đều bắt em là chú phải quay cây nào thật chuẩn thì quay, những cây nào mà nó ấy quá thì thôi. Rộng quá. Đầu tiên thì quay cho các bác khám ngắm cái không gian một cái. Rồi, một trên một cái làn đường 1, 2, 3, 4, 5, 6, ôi dồi ôi, 7 làn đường khiếp. 7 làn đường rộng mênh mông, ôi dồi ôi. Rộng thật, khiếp thật. Lại một cây quê. Bộ này nó dễ vách rồi, là quan trọng là mình xử được cái bóng. Đây của ai ấy? Tác phẩm dự thi của anh Úy Hải Phòng. À, triển lãm sinh vật cảnh biển Ameca ấy đấy nhỉ? Trắng nhìn hay ấy. Xanh dáng long cổ. Cây này sao trên này nó vẫn đen như này nhỉ? Alo ai đấy ạ? Anh nhỉ? Dưới rất trắng nhỉ. À, xong rồi. Ui dồi ôi, nói chung là nhiều cây đẹp lắm các bác ạ. Để mà quay hết ở đây thì chắc là nhiều video lắm. Quá nhiều video thật. Phượng Long Tọa Sơn, tác phẩm của anh Vũ Duy Quang. Một trong những cây xanh quý. Vâng. Rất quý. Quê này đánh chết điền đi như. Quê làm gì mà tiền. Người ta bán quê về thành phố rồi. Bán quê về thành phố. Vâng anh.
Không, cây này đẹp, đừng bảo cây xấu vào video hỏng hết bác ý đây. Nhưng mà anh ơi, đây là làm sao đây? Đi chắc là lúc di chuyển đúng không? Đây là di chuyển qua xe. Dạ. Yeah. Chắc là lúc di chuyển. Đây là cái bệ đẹp này. Kiểu tí hiệu bò mịn, mà cái này là nó là xỉ, nó rất là lâu đời. Ở đây nó có cái cổ bóng tán, bóng tán mới, hoàn toàn bóng tán mới, tân cổ tân cổ. Con này cách tân rồi đấy. Vâng, đây con này là bóng tán mới. Nó làm kiểu đây là kiểu phân mê. Đây cũng đã bắt đầu xé. Bắt đầu xé bông rồi. Bắt đầu xé. Xé bông rồi. Con mê cũ nó xé luôn. Con này thì là nó có cái cốt của nó, cái cốt chân bệ ấy. Là cốt bệ, cốt thân. Là nó là có tuổi. Đẹp nhỉ, nhiều cây đẹp. Xanh, tác phẩm Vươn Xa của anh Vũ Duy Quang ở Hải Phòng. Chỗ này toàn cây của Hải Phòng. Hải Phòng, rễ này của Hải Phòng. Giả đấy. Phải đằng kia mà. Cây sản phẩm. Từ hai bên này nó đều sẽ giống như nhau mà. Đẹp mà, cây này là một cục trời em. Cái cành này, cây bay này là đẹp quá rồi, nhìn thấy đúng không? Vâng. Cái bay này. Vâng. Bóng này được không? Để trừ khoảnh. Cái này thì tổng bóng thì được, nhưng mà vấn đề là xé tán thì chưa xé được. Chậu chưa tương xứng, bây giờ muốn lấy mới muốn thay chậu đặt vỡ này ra. Vâng. Đây không, cái chậu này thì lại theo ý tưởng của tác giả, không như là chưa được tương xứng. Vâng. Tức là anh Hòa anh cảm thấy là không hợp với cái cây này. Cái tuổi chậu nó chưa theo được cái tuổi cây. Cây này hoàn toàn xứng đáng chậu đẹp luôn. Cái cây này, cái chậu này, cái cây này vào cái chậu này cũng lâu rồi em nhé. Đẹp kinh điển đấy. Không thì chân bệ là nó, chính vì nó ăn được chân bệ này nên là nó... Dạ. Mà nói là đẹp kinh điển đấy. Nhấc lên bây giờ là nhấc nước ở trong à. Nhấc không ra được. Thì nó ăn vào chậu rồi. Nó khít rồi, tất cả trong cái nó khít hết. Xong rồi mình làm từ vào miền đất. Đây chủ yếu nó ăn bằng cái tưới tắm. Cây như giá đúng rồi. Nạc cây. Mạnh lấy cây này mà chơi. Dạ. Em á, tiền đâu anh, cây nhiều tiền lắm. Đấy. Vâng. Xem trên trang hay thấy không này. Tôi nhìn cái nhận được ngay. Hàng này là hàng khủng rồi. Hàng tuyệt đỉnh rồi. Mày lấy cây này phải bán nhà. Bán nhà cắm ô tô. Hóa tuyết rồi. Sợ nhỉ? Trắng muộn. Nhiều tiền không anh? Cái nhà một bàn tay à? Một bàn tay. Ông quay biết quay. Khiếp đấy. Quay thì cứ nói là ông quay rồi tả tác phẩm. Khiếp nhỉ, đều những cây xanh cổ.
làm đấy. Tác phẩm Trực Hoành, Tống Văn Kỳ, Ninh Bình. Kiếp có những cái cây to đứng xa 3-4 mét quay hết được. Kiếp cây này đều những cây cổ đẹp. Ngũ lão này của ai đây? Dương Mạnh Chiến, Ninh Bình. Chấm nước nửa chưa các bác? Giờ mấy ông này ông toàn đi không ngắm. Cứ đi ông cứ để cái đồng ở đấy. Có hết rồi. Phần chơi. Con này là đây. Cái này có 1 điểm này là 2, 1, 2 này. Đấy, là 3 cái đó. Đấy là cái tỉ bên cái đoạn này nó lên không? Cái đấy là cái này là điểm chơi nhất của cây này. Cây đấy mà không có cái này không. Nếu mà không có cái này thì cây này không có gì để chơi cả. Thứ nhất là có cái bạch đấy để chơi. Nào, có cái này, riêng thứ nhất cái cổ này. Và cái cổ đấy là cái thân chính của nó là thân chính là nó nằm ở đây. Đây là cái dễ. Mắc cái nào đấy. Chân. Yourself.
Và cái này thực nó ướn ra cái này đẹp đấy anh. Đây em đây anh chỉ lách được cái tán này ra luôn đấy. Có cái chơi. Con này đẹp đấy. Con này cái tay này đang khóa. Cái này chuyển gọn lại là con này gọn lại nó tự nhiên bóng chuyển lên đây phát là nhìn khác hẳn. Lộ con tử ra phát là đẹp. Đúng lão luôn. Bỏ một cái rễ gốc kia đi. Cái rễ thì không quan tâm. Đấy. Nhưng mà vấn đề là cái này á. Ông bỏ cái rễ bên này. À, ở đây á, dễ buông đấy thì nó dễ buông cái dễ cạnh ấy. Dễ to à? Chủ nhân đã cố tình thắt lại để hãm này này. Có ý đồ cả này, cắt rồi này, cắt nốt cả cái dễ bên cạnh nữa luôn. Dễ to kìa anh. Con này già lắm đấy nhỉ, trăm tuổi hơn trăm tuổi lắm. Mà con này nếu không biết cách nuôi thì nó sẽ mất rồi, hay là nó sẽ cố lại. Cố lại. Thế mà như vậy thì họ mua cái này đúng cho ăn uống gì đó. Họ thả nước chứ. Họ mới cố lại. Cái này xong rồi về họ lại thả nước lại. Đâu, đây anh nghĩ là chắc là do cây nó yếu hay yếu cho đất. Cây này chắc vừa mới đưa lên đá. Họ cũng đưa lên đá mới đưa lên đá. Trước là thả nước, đúng không anh? Hồi mà các đồng phong trào mà cứ cạnh hết cả giá là em mới nói ngay từ một chút một cái không thể riêng đối chân sạch đối đối chân của cây xanh rồi khi kết thúc đây là phải lên này cái mét này nó mịn nhá, mình sẽ đục và cái cách bo của nó sẽ bo từ từ dần dần, nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mà thí dụ con lên để cành thở ở đây để cho bo nhanh không? Cũng được anh ạ, nó sẽ méo như cái vết kẹo này càng tốt. Em hay dùng cái phương pháp đấy. Này cái vết như này, đây là nó trên lưng nó ăn. Cái vụ này để khu xử lý từ tốt anh ạ, đào tạo rồi anh. Cú nhìn vết sẹo này, cú biết làm thế nào để ý là nó đục cái này ngon, vét bớt vào tạo chiều sâu hơn, tạo cái chiều nó sâu. nó đang bị phẳng, nó tạo thành cái mắt này. Cái này là dùng cái máy lũa em làm sướng hơn đục, và đục cái này nó không bằng máy lũa đâu, máy lũa chạy sướng nó sẽ mịn hơn. Máy lũa chính ra là mình chỉ cần mua cái đầu thôi, còn đầu mà máy là kiểu như cái máy quan thay các cái đầu, mua cái đầu 50.000 đồ Nhật nhiều tiền lắm anh ạ. thì cái mũi đấy là lão của Nhật đến 100.000 đấy, khiếp nhỉ. Lão mai đẹp quá. Đúng rồi. Già nhỉ? Chơi rụt rịt lực. Mặt kia đẹp hơn. Thank you.
Anh ở sau cây này vẫn để lêu nghêu này nhỉ? Bây giờ quan trọng là cái lối mới của mình ấy, sao nó chụt thấp xuống chút thì nhìn có vẻ đẹp không, đúng không? Kiểu răm này nó mới dễ chứ, nó dễ làm. Em tưởng là ruột ruột răm, nhưng mà mỗi lần chăm nó thứ ấy, bao giờ nó phải ổn định được răm ấy. Làm ruột dịt nó xuống thì nhìn nó sẽ nó đỡ lêu nghêu, là nhìn này thế nhìn lêu nghêu quá. Em tưởng làm ruột dịt là dễ à? Đấy. Đúng không? Cái này thì ai tuốt cắt được. Mà cái ruột dịt ấy em bảo có cắt được không? Cắt xong cũng không lọc rồi nó lại chết hết răm ấy. Này nó hơi lêu nghêu. Đây kiểu này thế đấy đúng không anh? Kiểu lêu nghêu đây. Đây là kiểu vẫn lối cổ ngày trước nhỉ? Ừ. Không, kể cả những cái rễ buông này. Chơi xanh thì những cái rễ buông nó đặc sản nhưng mà không... Em nhìn những cái rễ kia nó đều như nhau quá mình nhỉ? Mình không kiểm soát không được có, mà. Càng ngày càng thô. Bởi vì những cái rễ nó sẽ mọc tốt hơn thân. Đấy, đây nhau việc ba cái rễ này nhìn nó đều hết như nhau rồi. Tức là vài năm sau nó sẽ thành đấy này. Mấy bác kia đã xếp giải hết rồi. Chấm nhanh lắm. À, đồng vàng bạc hết rồi. Không vào phát cái này đồng nhá, cái này còn bạc nhá. Ra đây. Đúng rồi. Ra đây. Nói chung là thế, mày thấy em thấy không? Chi tiết của cây thiềm trụ nó khác. Dạ. Thôi, mình đi, mình chỉ cần nhìn, giờ đi, cần nhìn. Rộng quá, bên này nữa này, mênh mông. Chi tiết nó khác, mình nhìn cái lối mình làm, cái răng. Thế bạn nhìn nó... Bạn nhìn quá nhìn. Ôi ơi, cái khế này mới khiếp à. Cái này không vừa đây. Nam Ninh Bình đấy. Nam Định chứ. Yeah. Cái quần thụ ấy à. Cái hay à, chủ nhân là cứ vít xuống. Không cho nó lên. Cái là dựng nó dựng lên. Ông cứ cái ra cành vít ngang xuống. Nó có cái cho nó xuống hết với cả cái này xuống hết với cả cái chậu này đúng không? Cái khế này già à không? Rêu mọc hết cả lên đấy này, lên thân này. Dạ. Yeah. Quá khiếp. Đây là khu vực của tỉnh Nam Định. Ôi dồi ôi, này 64 tỉnh thành thì liệu có đủ hết không anh? Chưa chắc đã đủ đâu nhỉ. 64 tỉnh thành thì có đại diện thôi. Ừ. Một, hai, ba, bốn, năm. Cái kiểu này là gì anh? Bảy, sáu. Bảy thì nó gọi là gì anh? Thất hiền. Thất hiền à? Con này đạt đến độ mốc. Mốc xanh. Đấy, bên kia có một người đẹp đang chụp hình. Úi giời, tạo ra. Mấy ông chẳng muốn ngắm cây nữa, cứ ngắm người. Quá cực vào đây. Cây này bắt đầu địa y lên nhìn kia không? Mốc xanh, mốc đỏ. Ngũ lão giáng đình. Lắm biển ấy. Các bác ấy cố tình để biển lệch biển méo này để cho nó độ ấy này. Độ lâu năm già nua, cổ kính. Cây mốc meo hết cả lên rồi. Ú đạn đồng đường. Chuyển đi cho cây khổ. Tác phẩm chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Này sơn phong bay nó vào khổ. Đây mấy cây dưới này là cây gì không biết? Đây là cây mọc cách. Cái vẻ giả thật. Kia là ngọc bút.
Xanh cổ dáng ngũ đại đồng đường của bác Mai Xuân Thỉnh, Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Cái đỉnh cao đấy anh ạ. Ba cái buộc à. Ôi anh ơi, cái này bị chết để gãy ở trên này. Chắc là thế thì hỏng rồi. Chắc là hôm di chuyển nhỉ. Nhờ, tí nhờ. Ôi giời ơi. Con này là một đuôi. Lần đầu tiên xuất hiện đúng không anh? Dạ. Con này lần đầu tiên. Kìa. Con này lần đầu tiên xuất hiện. Cháu ơi. Cái này thì chỉ được cái to thôi chứ là to nhỉ. Mây dày, máy bay đi là mắc. Hội sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ninh. Đường ơi. Đường ơi. Tỏ quá kiếp. Đứng cách cây 3 mét. 3 mét mới quay được hết. Ra trưng bày cây ở đây nó rộng luôn. Thì đấy, chỗ này nó là cái khu người ta mới bắt đầu xây dựng nên là. Chết quá, mấy bác kia không biết bàn tán cái gì mà. Nghe kiếp quá. Cái này lại làm vảy rồng à. Quá long. Đấy, bây giờ cắt đầu dễ rồi. Ra để anh nhìn thẳng cái này. Đây, cắt đầu dễ rồi. Đúng ạ. Em chỉ hai bên gần nhau ạ. Quả cũng một tí ngắm tiếp đi chứ còn bây giờ mà cứ là khu vực đây là chỉ được cái khu. Tối ngay rồi đấy. Trời này 5 giờ là tối mịt nè. Xem những cái tác phẩm. Cây này chắc là lúc di chuyển đấy. Lúc di chuyển là không để ý. Nó quẹt vào. Vâng, gãy mất cái ngọn. Cây này mà nắng không có một ánh nắng nào xiên xuống được. Kín bóng. Ôi, cây này mát lắm rồi. Lần đầu tiên em nhìn thấy tác phẩm này. Lần đầu tiên em nhìn thấy một tác phẩm nhiều quả thế này. Vâng. Không khiếp ơi. Đấy. Chủ nhân đặc biệt quá. Ở đâu này? Em quay sát cho khán giả nhìn. Lần đầu tiên em nhìn thấy tác phẩm này. Đây là tác phẩm của anh Nhất Họa Vũ Trọng Thủy. Kình Thiên, Nam Định. Nhất Họa Kình Thiên. Có tên là Nhất Họa Kình Thiên. Nhất Họa Kình Thiên. Nhất Họa. Như cây đa đầu làng. Khiếp nhỉ? Đúng rồi. Cũng cổng phù lắm. À, đen xì vào. Không, nếu mà thuê lấy mặt trải đánh. Dùng mặt trải sắt để đánh.
đen thui vào. Nhìn đen xì, ôi thôi đi, điểm quang tối rồi. Úi dồi ôi, tác phẩm này mới ác chứ. Đây, cây này Trực Văn Nhân đúng không? Ác nhờ. Cổ thụ Vân Tùng. Cổ thụ Vân Tùng, tỏ cào tê nhỉ. Ba cái đàng của bóng cục. À. Cây này cao 4.5 m. 4 m. Nhờ. Hơn đấy anh, hơn. Sợ thế, cào thật.